you make me feel like I'm awake. I don't know why you make me shine like a star in the sky. I'm okay. Tiếp tục lên sóng tới có ba anh chị, căn nhà có diện tích ngang 5, độ sâu là 20, kết cấu là một trệt, một lửng đúc kiên cố, hai tầng lầu với pháp lý là sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ. Và vị trí tọa lạc của căn nhà này là nằm tại sẹp của đường Nguyễn Anh Thủ thuộc phường Tân Thế Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, gần với ngã tư Tô Ký, đường Nguyễn Anh Thủ và gần với chợ Chó, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà đất Hoa Lan Anh đến chào cô bác anh chị. Buổi chiều ngày hôm nay em lên sóng tới cô bác anh chị mình một siêu phẩm có diện tích ngang 5, sâu là 20, kết cấu là một trệt, một lửng đúc kiên cố lên tới hai tầng lầu, đầy đủ công năng. Đường trước mặt rộng lên tới 6m khu dân cư, và đây là con đường này. Đây là con đường trước mặt, và khu này là khu phân lô đồng bộ cao cấp cô bác anh chị nhá. Theo con đường này đó, có anh chị chạy ra khoảng 30m, rẽ trái này ra gặp đường Nguyễn Anh Thủ và chạy về ngã tư Tô Ký đường Nguyễn Anh Thủ thuộc phường Tân Chánh Hiệp của quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà có vị trí rất là đẹp, cộng thêm diện tích cũng tuyệt vời đẹp luôn. Với pháp lý là sổ hồng riêng rồi. Với giá ngày hôm nay đang chào bán chỉ có 5 tỷ 990 triệu đồng thôi. Và giá này thì vẫn còn thương lượng. Căn nhà có hướng chính là hướng Tây Nam. Và công năng sử dụng của căn nhà này thì gồm có một khu vực sân đậu xe gắn máy này. Tiếp theo di chuyển vào là ta có một khu vực sân đậu xe hơi. Xe hơi của bác chị sẽ đậu ở cái sảnh này. Và tiếp khách là ở trên tầng lửng. Một căn nhà rất đẹp, một phong cách thiết kế rất là sang trọng. Phía bên trên là có đèn chùm thả này, rất là đẹp rồi, pháp lý sổ hồng chuẩn chỉ nhất của năm 2024. Và di chuyển sâu vào bên trong là ta có một không gian nhà bếp. Bên tay trái này ta có một hệ thống tủ rượu này, được trải đèn led khá là sinh động. Căn nhà này là được tặng cho cô bác chị chúng ta một gói là full nội thất, từ chăn ga, gối nệm, bàn ăn, bàn tiếp khách là đầy đủ hết. Trong không gian nhà bếp này thì có tủ bếp trên và tủ bếp dưới, bộ bàn ăn 6 ghế là được tặng luôn rồi cô bác chị nha. Với 4 phòng ngủ và 4 nhà vệ sinh, một căn nhà phù hợp cho một đại gia đình cô bác chị chúng ta sử dụng.
gần chợ, gần trường và đường kích hoạt là đường rộng. Với diện tích ngang 5 số 20 thì phía cuối nhà đây, chị chủ nhà có thiết kế một cái ô giếng trời để lấy gió và không khí tự nhiên cho toàn bộ căn nhà mình thêm thông, thêm thoáng hơn. Và phần còn lại đây là nhà vệ sinh ở dưới tầng trên này. Giá ngày hôm nay đang chào bán chỉ có 5.990.000 đồng và giá này thì vẫn còn thương lượng. Cô bác chị nào quan tâm tới căn nhà này, xin vui lòng liên hệ về cho nhà đất Hoa Lan Anh theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Hoa Lan Anh sẽ trực tiếp dẫn cô bác chị xem căn nhà này và gặp trực tiếp chính chủ để cô bác chị chúng ta thương lượng và sở hữu ngay căn nhà phố tuyệt đẹp này. Đẹp cả về diện tích và đẹp cả về vị trí, 5m sâu 20. Và đây là phần không gian của tầng lửng, cô bác chị sẽ tiếp khách ở khu vực này. Rất là sang trọng. Đây, bộ bàn ghế salon này là được tặng cho cô bác chị chúng ta nha. Đây. Tất cả những gì cô bác chị thấy trong video sẽ được tặng hết. Và bây giờ mời cô bác chị cùng di chuyển lên trên tầng lầu 1. Đây là không gian của tầng lửng. Như các bạn chị thấy này, bề mặt cầu thang rất là rộng rãi, trải đá hoa cương và tay vịn thì được làm bằng gỗ tự nhiên rồi. Trên tầng lầu 1 sẽ có 2 phòng ngủ rộng cộng thêm 2 nhà vệ sinh khép kín bên trong. Được tặng cho chúng ta là một gói full nội thất từ chăn ga gối nệm cho tới là tủ áo quần. Với hướng chính là hướng Tây Nam thì hệ thống màn cửa đã được gắn chi tiết đầy đủ hết rồi. Đây phòng ngủ đầu tiên. Ngoài này ta còn có một chiếc ban công nữa này. Đây chăn ga gối nệm này, tủ áo quần cộng nhà vệ sinh có đầy đủ bên trong. Cô bác chị nào mà sở hữu được căn nhà này thì chỉ việc xách vali về và ở luôn, không phải làm gì thêm. Và bây giờ là mời các bác chị sang phòng ngủ số 2. Cửa của tất cả các phòng ngủ đây là được làm bằng gỗ tự nhiên rồi. Với mỗi phòng ngủ phía sau thì chị chủ nhà có tận dụng từ cái ô giếng trời đó và trổ thêm cho cô bác chị chúng ta một chiếc cửa sổ để lấy gió không khí tự nhiên. Phòng sẽ rất là thông, rất là thoáng. Trong mỗi phòng ngủ thì đều có nhà vệ sinh được khép kín bên trong, rất là tiện lợi. Nhà vệ sinh nào cũng rộng rãi thoải mái luôn. Và bây giờ mời các bác chị cùng lên lầu 2. Cô bác chị đang xem video xin vui lòng bấm đăng ký và chia sẻ để đón nhận video mới. Trên lầu 2 ta còn 2 phòng ngủ rộng và một nhà vệ sinh nữa. Cứ mỗi tầng lầu thì ta có thêm một chiếc ban công rất là rộng. Ta sẽ tham quan phòng ngủ phía trước. Đây phòng ngủ rộng này. Căn nhà mình là có tới 4 phòng ngủ có bác chị nhau. Phòng nào cũng rộng rãi thoải mái này. Và ban công của lầu 1 thì nằm ở dưới. Và đây là ban công của lầu 2. Và phần còn lại là phòng ngủ số 4. Trên tầng này thì nhà vệ sinh được nằm ở giữa hai phòng. Cũng khá là tiện lợi của bác chị nha. Chỉ với 5.990.000 đồng là cô bác chị đã sở hữu ngay. Nhưng với pháp lý là sổ hồng riêng, cô bác chị được hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 80% giá trị của tài sản. Như vậy là căn nhà này cô bác chị chỉ cần bỏ ra 3 tỷ đồng là sở hữu ngay căn nhà này rồi. Và phần còn lại đây là một chiếc sân phơi